Xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ các bạn cách đệm hát một bài hát cha 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 rất là hay, cũng rất là lãng mạn cho âm nhạc Việt Nam chúng ta. Đó là bài Quên Cả Lối Về, sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Trang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học đệm bài hát này các bạn nhé. Trước khi đệm bài hát, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về cấu trúc của bài. Bài này đơn giản các bạn ơi. Nhạc sĩ Trúc Trang viết bài này hình thức hai đoạn đơn, rất đơn giản, đoạn A, đoạn B thôi, không có gì cao siêu hết trơn á. Rồi, đoạn A, đoạn mở đầu, đoạn B, đoạn cao trào, rất đơn giản vậy thôi. Rồi, intro và ending thì luôn có, và thêm phần giang tấu cũng rất hay các bạn ha. Đó là cấu trúc của bài. Nhắc các bạn một điều, tông nam sẽ là tông si thứ, tông nữ sẽ là tông pha thứ. Ở đây mình đang hướng dẫn các bạn đệm tông là tông la thứ, để các bạn dễ tập các bạn ha. Rồi, nếu mà có các bạn nam hát thì đệm si thứ, các bạn nữ thì đệm pha thứ, nhớ tông các bạn nha. Rồi, ở điều cha 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 này chúng ta sẽ ôn tập lại một số mẫu đệm để mình áp dụng vô bài. Tèo có làm một cái clip chia sẻ các bạn rất nhiều mẫu đệm ở điều cha cha cha. Tèo sẽ để đường link ở phần mô tả, các bạn vào đó mình xem và tập luyện nhiều hơn nha. Ở đây mình chỉ ôn lại thôi. Rồi, các bạn quan sát dòng nhạc. Ví dụ như tèo có ô nhịp 44, 1, 2, 3, 4 phách. Thì phách số 1 tèo không đánh được nghỉ. Phách số 3, số 2. Phách số 2 mình đánh thì nó móc đơn, tức là đập xuống đánh nốt, dở lên đánh một nốt. Rồi phách số 3 mình nghỉ không đánh. Phách số 4 cũng tương tự, và đập xuống đánh nốt, dở lên đánh nốt thì nó móc đơn. Những bạn nào rành về lý thuyết âm nhạc, nhạc lý á, thì dễ rồi ha. Những bạn nào không rành thì cứ tập theo cái mẹo của tèo đó là sẽ được. Bây giờ phách số 1 mình tập chậm nè, phách số 1 xuống không đánh. Phách số 2 mình đánh móc đơn, đập xuống đánh nốt, dở đánh nốt. Phách số 3 không đánh. Phách số 4 đập xuống đánh nốt, dở đánh nốt. Xong. Và khi cái tập chậm như vậy, bắt đầu tay mình quen, mình sẽ tăng tốc độ lên. Lúc ban đầu các bạn cứ tập thật chậm như vậy các bạn nha. Lúc ban đầu tập nó sẽ rất là khó, tại vì tay mình nó chưa quen á. Mình cứ tập chậm như vậy đó. Tập chậm để làm gì? Để mình kiểm soát ngón, kiểm soát tay của mình, để tạo thành cái thói quen. Rồi sau khi mình quen tay rồi, vô trống mình đánh thử thôi. Khi bạn quen tay rồi, bắt đầu mình di chuyển hợp âm. Các bạn di chuyển hợp âm ngay phách số 1 thôi. Tương tự vậy, số 1 hợp âm xuống, cái là mình mới để. Rồi bây giờ chuyển, 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 chuyển. Các bạn thấy dễ không? Còn nếu như một ô nhịp mà hai hợp âm thì dễ các bạn ơi. Phách số 1 mình để hợp âm này xuống, rồi mình đánh tét tét phách số 2. Rồi phách số 3 mình để hợp âm tiếp theo xuống, đồng đánh tết tết phách số 4, quá dễ bạn ha. Phách số 1, ví dụ mình có hợp âm la thứ và son trưởng cho ô nhịp nha. Rồi để la thứ xuống cái. Rồi phách số 2 mình đánh tết tết của la. Rồi phách số 3 mình qua hợp âm tiếp theo chung ô nhịp, mình sẽ qua son nè. Rồi mình đánh tết tết của son thôi. Nó chia rạch rõ các bạn ha, chia ra rất dễ tập các bạn ha. Rồi đó là cách mình xử lý một ô nhịp và hai hợp âm. Bây giờ mình cùng điểm sơ qua các âm sắc nhạc cụ sử dụng trong bài này nha. Đầu tiên mình sử dụng đó tiếng rát nè. Rồi tiếp theo ta sử dụng đó là tiếng guitar clean. Các bạn nhớ nha, tiếng trong cái đàn organ đây hiện tại đang ta sử dụng tiếng right clean nè. Trong bộ guitar các bạn bấm vô bộ guitar đi. Nó có hàng trăm hàng ngàn tiếng right clean trong này. Các bạn bấm cái chọn tiếng nào các bạn yêu thích. Rồi mình chỉnh sửa chút xíu nha. Chỉnh sửa chút xíu effect cho các bạn ơi. Chứ còn thực sự tiếng gốc của trong cái đàn nghe nó hơi bị khô chút xíu. Mình đánh các dàn âm thanh khi ra nó không được phê lắm. Cho nên cũng chỉnh chút xíu ha. Ở đây tài chỉnh chút xíu cho nó chút xíu reverb vô. Rồi, tiếp theo là sử dụng đó là tiếng guitar lead. Rồi tiếp theo tài sử dụng đó là tiếng trống để mình có bao chúng tay rời tạo màu sắc các bạn ha. Ví dụ như vậy. Rồi ngoài ra các bạn sử dụng thêm tính năng, đó là tính năng multi bass. Đây các bạn đánh từ cha cha cha, các bạn sẽ chọn dùm tèo là bộ là Latin Percussion 1. Các bạn nhớ bộ này nha, Latin Percussion 1. Dùm nghe hiệu ứng của nó là rất hay. Các bạn thấy đang nguyên một dàn bộ gõ đánh phụ họa cho mình. Cực hay các bạn ha. Đó. Các bạn chọn hiệu ứng nào cũng được, tùy các bạn thôi. Mình cảm thấy phù hợp với cái điệu mình đang đánh là được. Đó lúc mình mở riff lên, mình cho cái multibass vô. Nó sẽ hòa vô cái riff trống của mình, đánh nghe đầy đặn các bạn. Giống một ban nhạc đánh thật sự vậy đó. Rồi đó các phần mình cần chuẩn bị. Bây giờ mình cùng bước vào đệm bài Quên Cả Lối Về, sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Sang. Mình cùng đến với phần intro.
Các bạn quan sát dòng nhạc. Ở phần intro là mình sẽ có hai phần, mình chia ra cho bạn ha, dòng trên, dòng dưới đó các bạn. Dòng ở trên mình sẽ đánh bằng tiếng brass, rồi sau đó cuối dòng mình phiêu trống cái, rồi tiếp tục xuống dòng dưới mình đổ tiếng guitar lead và mình đánh hết cái câu dòng dưới, dành mấy nốt cuối đó cho sĩ sẽ vô hát thôi. Bây giờ mình tập cái câu trên các bạn ha. Những bạn nào mà rành luyện lý thuyết thì quá dễ ha, nhìn cái tiết tấu đánh được liền. Còn những bạn không rành cứ xem Tèo chia sẻ, đảm bảo sẽ làm được thôi các bạn, không có gì cao siêu đâu. Rồi mình bắt đầu các bạn nha. Câu số 1 các bạn xếp ngón giùm mình. Rồi câu số 1 các bạn xếp ngón, ngón giữa vào nốt la giùm Tèo nha. Ngón giữa nốt la rồi các ngón còn lại xếp đều vô. Khi đánh các bạn nhớ tay luôn luôn cong tròn đều đẹp nha. Ở đây Tèo đang chia sẻ hướng dẫn nên Tèo phải để tay như vậy mình dễ nhìn thôi. Rồi ngón giữa nốt la nha. Bắt đầu mình đánh cái câu thứ nhất. Lá, lá, son, son, phà, phà, son, son. Mình tập từng vế các bạn ha, tập một vế dài và nhiều khi nhiều bạn lại khó nhớ được. Rồi mình tập từng vế thôi, chọn tiếng piano tập cái coi, tiếng này nhức đầu quá. Rồi tiếng piano đây, có liền. Lá, lá, son, son, tập nhớ thôi. Lá, lá, nghỉ, son, son. Và nhớ nghĩ là mình đập xuống cái rồi mình mới đánh các bạn nha. Lá, lá, son, son. Ok các bạn nha. Rồi mình qua cái ô nhịp tiếp theo. Các bạn cũng vậy luôn, đập xuống rồi mình mới đánh. Bập phà, phà, son, son. Bập phà, phà, son, son. Đó, các bạn cứ tập từng ô nhịp nhỏ như vậy, sau đó mình nối lại với nhau. Đừng có gì không gì cao siêu đâu các bạn. Rồi bây giờ mình nối lại nha. Lá, lá, nghỉ, son, son. Phà, phà, son, son. Làm chậm rồi nha. Lá, lá, nghỉ một cái đánh tiếp tục. Son, son, phà, phà, son, son. Như vậy bạn nha. Xin mình đã quen tay mình tăng tốc độ một xíu. Lá, lá, nghỉ, son, son, phà, phà, son, son. Là hết hai ô nhịp rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ghép hợp âm thử nha. Mình chỉ còn chuẩn bị như là hợp âm la thứ cho mình. Rồi la thứ cùng lúc. Lá, lá. Rồi để son trưởng số kém đánh tiếp. Son, son. Còn nhớ không? Nhớ nha. Để son trưởng kém đánh tiếp nha. Làm lại nè. Lá, lá. Son, son. Rồi để pha trưởng kém đánh tiếp qua nhịp tiếp theo đó. Phà, phà, son. Son là mình về son trưởng lại. Rồi son là hết ô nhịp. Mình lặp lại bạn ha. Thế các bạn nhớ nha, tay trái để tay phải tập chậm như vậy đó, cho hai tay mình nó quen cái thao tác trước đã, rồi vô trống nha. Rồi lặp chậm luôn các bạn. Nhớ các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô trống thử nè. Chuẩn bị trống nè. Rồi mình chuẩn bị tiếng rát luôn nè. Vô. Bài thử các bạn nha. Quá dễ các bạn ha. Rồi mình bắt đầu mình qua hai ô nhịp tiếp theo dòng trên luôn nè. Hai ô nhịp tiếp theo bạn đấy thì mình xem. Lặp lại y chang luôn các bạn. Y giống hệt luôn đó. Nói chung là câu này mình đánh hai lần các bạn ha, bốn ô nhịp, mình đánh hai ô nhịp đầu rồi hai ô nhịp sau giống hệt luôn. Mình đánh hai lần các bạn ha, đơn giản mà. Rồi làm thử luôn các bạn ha, khỏi tập lại nữa. Dòng chơi nha. Quay lại nè. Quá dễ bạn ha, như vậy mình đã xong được dòng chơi rồi đó. Dòng chơi mình đánh lặp lại hai lần thôi, có một câu một nè. Rồi, lần nữa bạn ha, chuẩn bị vô. Hết, quá đơn giản bạn ha. Thay vì các bạn đánh một nốt như vậy tiếng rap, chơi đàn organ bạn đánh một nốt như vậy, nghe nhiều khi nó hơi bị mỏng, các bạn có thể chồng vô khoảng 3. Các bạn chồng vô khoảng 3 giữa nốt la bạn đánh thêm nốt đô vô. Rồi nốt son bạn đánh thêm nốt si vô. Nốt la bạn đánh thêm nốt phà đánh thêm nốt la vô. Đó. Các bạn xếp ngón như sau nè. À, ngón này em xếp ngón giữa nốt la đúng không? Bây giờ em xếp 5 ngón đều vô là mình có sẵn luôn nè. La, đô, ngón giữa, út nè. Rồi,
nốt sọn và nốt trỏ đúng không? Thì ngay nốt si, nốt áp út rồi. Nốt phà, nốt cái đúng không? Có nốt la, nốt giữa luôn. Đó, mình đánh chồng như vậy luôn. Nên cũng nghe đầy đặn hơn các bạn đang thử nha. Quá đơn giản các bạn ha. Còn nếu như bạn đánh mà chồng nguyên hợp âm rồi thì càng tốt. Ví dụ đánh nốt la đúng không? Nốt la mình đánh la thứ luôn, la đô mi luôn. Rồi nốt son đánh mình đánh son trưởng luôn, son si rế. Rồi nốt pha mình đánh pha la đố luôn. Rồi mình vẫn đánh theo tiết tấu đó nhưng mà mình chồng thêm nốt vô thôi. Càng hay các bạn ha, đánh thử nguyên hợp âm nha. Dạ các bạn, quá đơn giản ha. Nhớ tập mà từng nốt trước, rồi sau đó chồng quãng ba vô, rồi khi quen tay nữa bắt đầu mới chồng nguyên hợp âm vô, đánh nhẹ đầy đặn hơn các bạn ha. Như vậy mình đã xong được dòng ở trên, bây giờ mình xuống dòng ở phía dưới. Các bạn quan sát dòng nhạc, dòng phía dưới lúc này mình sẽ đổi qua tiếng guitar lead và mình đánh cái câu như sau. Sau khi tiếng rát xong ở dòng trên đó mình phiêu trống nhẹ cái, rồi bắt đầu đổi tiếng guitar lead ở dưới. Thế bạn cứ còn xếp ngón ngón cái nè, rồi bắt đầu ngón cái vô nốt la nè, rồi các ngón này xếp đều vô. Năm ngón năm phím. Là si đố si, nốt si bạn sẽ kéo ngón cái lên. Mình làm lại. Là si đố si, kéo ngón cái qua các bạn nha, giờ ngón cái qua. Là si, đô rế đô. Rồi mình nối hai vế lại nhau các bạn ha. Nhớ kéo ngón cái của nốt si nha. Là si, đô rế đô. Quá dễ bạn ha, giờ mình làm lại. Là si, đô rế đô. Rồi mình giờ mình làm lại, tao đi ra câu tiếp theo bạn ha. Là si, đô rế đô. Rồi rê mi rê, có sẵn luôn các bạn ơi, có sẵn ngón luôn. Rê mi rê mi pha là hết, nốt pha là mình ngưng lại. Chuẩn bị mình bấm nút báo nè, bấm nút xin tốp nè, rồi mình dành. Làm lại bạn ha. Là si, đô, rê mi pha. Dễ các bạn, câu này quá dễ, giờ ghép hợp âm thử luôn bạn nha. La cùng lúc nè, bi la thứ nè. Là si, qua son trưởng. Rồi, đô, qua pha trưởng. Rê mi rê, qua rê thứ. Rê pha, mi pha là mình hết. Bắt đầu sau khi để rê thứ xong đó các bạn, rê mi rê. Rồi lúc đó tay các bạn tay trái cực kỳ nhanh, các bạn phải bấm nút phiêu, bấm nút xin tốp để mình chuẩn bị mình dành đó. Mi pha, rồi mình mới dành cái câu này. Mi. Các bạn nhớ cho mình nha. Mi. Còn bạn nào mà không rành về lý thuyết thì bạn đếm như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Các bạn cứ đếm theo như vậy để mình dễ nhớ. Các bạn nào rành về lý thuyết, người ta nhìn vào thì người ta nhớ rồi. Mình không rành thì mình cứ đếm như vậy. Cái mẹo để mình dễ nhớ. Rồi nối lại cả câu này nha. Là hết, các bạn dành hợp âm mi trưởng, mình đã dành nút mi cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ vô câu này vô trống nha. Sau khi hai tay đã quen tay như vậy, mình mới vô trống thử. Chọn tiếng guitar lead nè, chuẩn bị nè. Các bạn thấy rõ ràng đó, lúc đó mình để rê thứ xong là tay trái mình bấm lên, bấm nút phiêu, bấm nút xin tốp lên để chuẩn bị đợi để câu dành. Lần nữa bạn nha, nhớ chú ý thao tác tay trái bạn nha, cực kỳ quan trọng. Bây giờ mình sẽ nối cả cái intro này, các bạn quan sát nha. Rồi chuẩn bị vô nè. Tiếng rap chuẩn bị vô. Quá dễ bạn ha. Lần nữa ha.
Rồi, cả intro bằng quan sát thật kỹ nha. Giấc mơ. Dạ các bạn, sau khi các bạn đánh câu dàn xong, các bạn lấy tiếng trống nè, mình báo câu đơn giản thôi. Rê, si, sòn. Rê, si, sòn rồi vô luôn cũng được, hoặc các bạn báo câu này cũng được. Rất nhiều câu báo các bạn ơi, mình chọn câu nào mình thấy nó hay, phù hợp trong cái bài của mình đánh ha. Không cần phải cao siêu gì cả. Chậm lại đó các bạn. Tắc tắc tắc. Tâm 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 xà. Hoặc bạn bắt câu này cũng được. Trầm xà. Rồi tùy các bạn, mình thích câu nào mình chọn câu đó các bạn ha. Rồi như vậy mình đã đệm xong được cái đoạn intro của bài. Các bạn nhớ tập thật kỹ lưỡng nha. Thao tác tay trái các bạn ơi, cực kỳ nhanh luôn. Nhớ chuẩn bị thật kỹ lưỡng tập cái thao tác cho nó quen. Rồi bây giờ mình sẽ cùng chuyển qua đoạn A của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc ở đoạn A bài hát. Lúc này mình sẽ chuẩn bị vô hợp âm, những cái hợp âm hơi phức tạp xíu nè các bạn. Ví dụ như cuộc đời, mình vô la thứ nè. Cuộc đời, rồi. Là một giấc mơ, mình qua hợp âm son thăng đêm. Hợp âm son thăng đêm gồm những nốt như sau: sòn thăng nè, son thăng nè, si và rê nè. Rồi mình bấm vô đó. Rồi sau đó các bạn đánh đổi tiếng rát, đánh cho mình câu này. Mi fa mi rê mi fa mi rê mi, đánh cho mình móc kép bạn nhé. Mi fa mi rê mi, cuộc đời là một giấc mơ. Các bạn nhớ giấc mơ, chữ mơ xong cái là mình đánh hợp âm, để hợp âm xuống là mình đánh cái câu liền. Mi fa mi rê mi, nhớ nha. Mà lòng người xuống son trưởng, thường hay mơ ước qua pha thăng đêm. Pha thăng đêm gồm những nốt nè, pha thăng nè, la và đô nè. Rồi, thường hay mơ ước, mình nhái lại câu hát thôi. Si đô rê mi, bầm si đô rê mi. Tiếng rát các bạn nhé. Rồi, vì đời mình qua hợp âm la thứ lại. Lúc này mình sẽ sử dụng mẫu đệm. Các bạn lấy tiếng guitar, rồi mình chọn guitar clean á, mình đánh cái mẫu đệm luôn. Rồi, vì đời mình qua la thứ. Thật đẹp gì đó, mình qua son bass si, chung ô nhịp các bạn nhé. Như đó hoa qua đô trưởng, êm đềm qua son trưởng. Lúc đó các bạn cứ lấy tiếng và mình đánh theo cái mẫu đệm thôi. Theo tiếng em ca qua đô trưởng, hòa với cùng đàn hoa đó mình mi trưởng và xuống theo dòng dưới. Hòa với cùng đàn, cái dòng dưới bạn sẽ đổi tiếng rát đánh câu này. Là đố là si, là đố là si, là si đố. Quá dễ mà nè. Là đố là si đố. Là mình nối theo câu hát của ca sĩ luôn các bạn. Dù trong phai đó. Rồi dù chóng tàn, mình về la thứ lại. Tôi vẫn yêu thương, các bạn thấy cho lúc đó mình đổi qua tiếng rát và mình dành cái câu cuối cùng đó. Giống câu nãy các bạn, mình dành giống cái tiết tấu nãy thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Nhưng mà mình dành nốt si các bạn nhé, đánh nốt si. Bên đây mình dành hợp âm mi trưởng. Bây giờ mình đệm thử các bạn quan sát đoạn A nè. Rồi, chuẩn bị tiếng rát rồi mình đánh một số câu đệm các bạn ha. Là một giấc mơ mà lòng người thường hay mơ ước thì đời. Đi mẫu đệm. Em đềm theo tiếng em ca hòa với cùng đàn. Dù mơ phai dù trong tan báo dành. Các bạn nhớ sau khi mình để cho hợp âm la thứ dòng dưới, hợp âm la thứ xong rồi đó. Dù mau phai, dù chóng tan. Chóng tàn để la thứ xong. Là tay trái của mình rảnh rồi nè. Để la thứ xong rảnh rồi. Bắt đầu mình bấm nút fill, bấm nút sin top. Mình chuẩn bị để mình dành. Tôi vẫn yêu thương. Yêu thương bắt đầu là mình vô cái ngay cái nút ô nhịp của mi đó là mình dành. Đó. Suốt đời. Đã chỉ đời người ta xuống, bắt đầu là mình đánh thêm một cái câu intro lại. Cái câu intro nhỏ này rồi mới vô đoạn B. Làm lại lần nữa các bạn nha. Rồi, chuẩn bị nè. Các bạn nhớ khi đệm á, mình chọn tiếng rát á, âm lượng của tiếng rát nhỏ lại thôi. Đừng cho lớn quá, bạn nhớ nó át nghe tiếng hát kỳ lắm. Cuộc đời
sống ta bảo rằng tôi vẫn yêu thương suốt đời. Ok bạn nha, như vậy là mình đã đệm xong được đoạn A khá đơn giản, chỉ có mấy câu lót nhỏ nhỏ thôi bạn ơi. Nhưng mà nhớ cái thao tác tay ấy bạn, nó rất cực kỳ quan trọng. Thao tác tay trái á, khi để hợp âm xong bạn nhớ để hợp âm xuống cái la thứ đó, chỗ cuối cùng nó chống tan á, là mình đổi bấm nút fill, bấm nút syntop liền. Hầu như hết có nhiều bạn đánh đàn organ nó cứ mở riff chạy đều đánh từ đầu bạn cuối bài luôn, không thấy syntop hay dành hay chỗ nào cả, không thấy báo trống hay đổi tiếng gì cả. Đánh như vậy bài phối mình nghe nó nhàm đó các bạn, nghe là từ đầu cuối bài nghe chán lắm. Như vậy mình đã xong được đoạn A. Bây giờ mình giữa đoạn A và đoạn B các bạn, nó có một cái câu nối. Bây giờ mình sẽ tập cái câu nối đó các bạn ha. Ở cuối cái đoạn A đó mình sẽ có một câu dành đó. Tôi vẫn yêu thương đó. Suốt đời. Chữ đời người ta xuống. Đợi nghe chữ đời người ta xuống là mình đánh cái câu này. Câu này giống như câu intro nãy của mình các bạn, không gì cao siêu đâu. Lá lá son son phà phà son son lá lá son son phà phà son son. Đánh hai lần giống cái câu intro tiếng rách lúc đầu của mình đó các bạn. Rồi sau đó bạn dành cho mình thêm 4 cái. La 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 la. 1 2 3 4. La 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 la. Quá dễ bạn ơi. Rồi sau đó báo trống ca sĩ sẽ qua đoạn B thôi. Giờ tập câu này luôn bạn ơi. Câu này giống cái câu intro, không cần phải tập lại, nó mất thời gian rồi. Đánh luôn bạn nha. Nè, chuẩn bị mình dành cái câu cuối của đoạn A nè. Tôi vẫn yêu thương suốt đời. Yêu em. Bạn thấy rõ ràng không? Mình đánh xong mình dành. Tân 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 tân. La 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 la. Rồi bấm nút báo trống qua view sôi nổi, qua đoạn B. Dễ các bạn. Làm lại đoạn này các bạn ha. Ê, mình dành luôn đi. Giống như hết đoạn A một để bạn dễ hình dung. Tôi vẫn yêu thương suốt đời. Tôi yêu em. Bạn thấy dễ không? Đánh trong riff luôn. Tan 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 tan. Rồi báo trống qua phiêu sôi nổi. Tôi yêu em qua đoạn B thôi. Như vậy mình đã tập xong được cái câu nối. Câu nối này cũng hết sức hay các bạn ha. Mà các bạn chú ý giùm mình, cái câu nối này chút xíu cũng là cái câu ending của mình luôn đó các bạn. Quá hay các bạn ha. Rồi bắt đầu mình chuyển qua đoạn B. Các bạn quan sát dòng nhạc. Ở đoạn B này bắt đầu mình sẽ sử dụng tiếng clean guitar nè. Mình đánh mấy câu đệm nhỏ nhỏ. Ví dụ như tôi yêu em xuống mi trưởng. Mình đánh mì, son thang, si. Và nhớ đánh xong giữ nguyên nốt luôn cho nó rền cái tiếng này ra. Đánh xong giữ luôn. Đó, các bạn thấy rõ ràng tiếng guitar nó rền không? Ok bạn nha. Rồi. Tôi yêu em. Mì, son, si. Tức là để hợp âm xuống cái đánh liền. Tôi yêu em, mì, son, si. Đó. Em yêu tôi gì đó, tôi yêu em gì đó. Rồi mình về la thứ. Còn nhịp tiếp theo đó la thứ đó. Mình đánh mì, đô, la. Các bạn để một chỗ một ngón một chỗ một nè. Mì đô la. Xong. Như hình yêu bóng. Mình qua mi trưởng lại. Mình đánh. Các bạn đánh mì son si. Mì son si giống hồi nãy. Ok giống câu nãy bạn ha. Mì son thang si. Rồi tiếp tục. Em nhìn tôi. Mình qua mi tiếp tục. Mình đánh son rế si. Bạn son thang rế si nha. Son rế si. Đánh xong kéo dài luôn. Rồi. Tôi nhìn em. Qua mi tiếp tục cho chữ em đó, mình đánh si là si. Si là si. Có sẵn các bạn ha. Đâm đuôi say mê. Chữ mê mình xuống la thứ lại. Rồi mình đánh la son la. La son thăng la. Là hết giọng trên. Giờ mình đệm giọng trên, bạn quan sát thật kỹ nha. Chuẩn bị nè. Lúc này các bạn tỉa câu nó rất nhiều, tỉa hình như hầu như câu nào cũng có các bạn ha. Mình tỉa liên tục như vậy, các bạn tập kỹ lưỡng nha. Làm lại lần nữa. Vô. Yêu em, yêu em, như hình yêu bóng. Em nhìn tôi nhìn em, đắm đuối say mê. Dạ các bạn, quá dễ hang. Vậy mình tập xong được dòng trên, bạn nhớ tập mấy cái câu nhỏ nhỏ này kỹ lưỡng nha. Câu tỉa ở trong đó các bạn rất là hay. Rồi bây giờ xuống dòng dưới. Tôi yêu em qua son trưởng. Dòng dưới là mình đổi tiếng rát. Mình đánh câu này. Tôi yêu em. Mình đánh chồng quãng 3 cho mình. Si rế nè. Rồi đô la đô nè. Rồi son si nè.
tôi yêu em. Rồi, bạn nhớ chồng quán ba vô nha. Tôi yêu em, qua pha trưởng là chữ em nè. Bắt đầu mình cũng chồng quán ba nữa. Là đố nè, xì rế nè, và phà lá nè. Đó. Bạn nhớ nha. Rồi, như bóng tôi sương mù, chữ mù mình qua đô trưởng nè. Rồi mình đánh chồng quán ba tiếp tục nữa, cũng mì son, rề pha và đồ mi. Chồng quán ba bạn nha. Ok, nhìn xong chỗ quán ba đó. Chỉ vì yêu em. Rồi mình đánh tiếp tục câu này. Mì la si, chữ em mi trưởng đó. Mì la si, chỉ vì yêu em. Qua ô nhịp tiếp theo nữa, bắt đầu các bạn đổi tiếng rap. Rồi bạn dành giùm mình. Giống cái câu nãy đó bạn, dành nó si nè. Si 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 si. 1 2 3 4 5 6 1. Quên cả lối về. Lối về mình xuống là mình vô cái văn tấu luôn các bạn ha. Rồi bây giờ mình đệm cả cái dòng dưới, bạn quan sát nha. Nhớ chọn tiếng rát đánh chồng quán ba nha. Chuẩn bị nè. Dành nè. Quên cả lối về. Đó, mình đợi người ta hát chữ quên cả lối về, chứ về xuống đâu đầu là mình vô cái văn tấu luôn. Làm lại lần nữa bạn ha, chuẩn bị tiếng rap. Có trống dành. Quên cả lối về. Đó, lúc đó mình sẽ báo trống và mình có đoạn văn tấu. Bây giờ mình đệm cả cái đoạn B nữa bạn quan sát nha. Tiếng người ta clean dòng trên này xuống dòng dưới luôn nha. Vô. Tôi yêu em yêu tôi vậy nè. Ta ra ta ra. Tôi nhìn em nhìn tôi, đắm đuối say mê. Tôi yêu em, trong tôi sương mù. Chỉ vì yêu em, báo danh. Quên cả lối về. À, chữ về, mình đợi ca sĩ hát chữ về xuống. Đó, bắt đầu là mình vô đoạn văn tấu các bạn nha. Như vậy mình đã đệm xong được đoạn B của bài hát. Các bạn nhớ tập thật kỹ nha. Mấy câu tỉa nhỏ ở trong đó, mấy câu lót nhỏ đó. Tập thật kỹ bạn nha. Rồi bắt đầu mình chuyển qua đoạn văn tấu của bài. Các bạn quan sát dòng nhạc. Đoạn văn tấu chúng ta đánh y chang như đoạn intro thôi. Nhưng mà nó sẽ có thêm ở sau lưng cái câu tiếng rap dòng trên. Nó sẽ có thêm 4 ô nhịp nữa. Rồi bắt đầu mới vô câu guitar lead. Các bạn cứ dễ như vậy, dễ hình dung, dễ nhớ ha. Rồi đánh cũng y chang như hồi nãy thôi. Câu giống hệt, chỉ thêm 4 ô nhịp ở giữa thôi. Lá, lá, son, son, phà, phà, son, son, lá, lá, son, son, phà, phà, son, son, la. Để đánh hết giọng trên giống intro. Rồi xuống cái giọng dưới mình đánh nốt la, cái mình ngưng cái la. Rồi mình đợi riff chạy 2 ô nhịp luôn. Qua ô nhịp tiếp theo, mình dành ngay phách số 4. Các bạn hình dung kịp không? Mình nốt la rồi về âm giọng dưới là phách số 1 đây nè. Rồi âm ngay đầu ô nhịp phách số 1 nè. Rồi đánh la cái rồi mình đợi cho chạy la số 1 đúng không? 2, 3, 4, qua ô nhịp tiếp theo luôn. 1, 2, 3. Rồi cái số 4 của ô nhịp tiếp theo là mình dành son. Son la. Nhớ bạn nha. Son la thì nó quay lại cái ô nhịp lúc đầu là ô nhịp la này lại nè. Đó, rồi mình tiếp tục vẫn tiếp tục cho nó chạy nữa, cho chạy hết ô nhịp luôn. Rồi qua ô nhịp tiếp theo luôn. 1 2 3 rồi tiếp tục. Phách số 4 này mình tiếp tục mình dành giống vậy nữa. Son la. La này nó bắt đầu là câu lần này mình không có lần này mình nối vô cái câu guitar lead luôn các bạn. Son la. Các bạn nhớ nha. Đầu bây giờ mình đánh thử cái câu văn tấu các bạn nè. Chuẩn bị nè. Đợi nè. Đó mình đợi nè. Chuẩn bị nè. Rồi thì rõ ràng lúc đó mình sẽ có một cái ô nhịp trống đó để mình đợi. Mình đợi hết gần tới ô nhịp số 4 của ô nhịp tiếp theo đó mình dành son la. Và nhớ nha, nói chung là thêm 4 ô nhịp cho đó vô thôi. Rồi làm lại lần nữa bạn nha. Rồi đợi nè, qua nhịp tiếp theo nè, chuẩn bị dành.
các bạn, quá đơn giản ha. Đánh y chang cái intro, giống hệt intro thôi, chỉ thêm 4 câu nhịp giữa đó mình dành sòn la thôi, nhớ nha. Rồi như vậy mình đã đệm xong được đoạn giang tấu. Bắt đầu mình chuyển qua đoạn ending. Hồi nãy mình có nói rồi đó, đoạn ending là cái câu nối giữa đoạn A và đoạn B các bạn, nó có câu nối đó, thì mình lấy cái câu đó mình làm đoạn ending luôn. Giờ mình đánh lại câu đó luôn các bạn ha. Câu đó nãy mình tập rồi, mình không cần phải nhắc lại để mất thời gian. Hết bài. Các bạn nhớ sau khi để son trưởng chỗ cuối cùng xong đó là bấm nút fill nè, bấm nút synth nè, để mình dành cái chỗ cuối cùng là hết bài luôn. 1, 2, 3, 4 la 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 la. Các bạn nhớ nha, lần nữa bạn ha, nhớ để son trưởng xong tay trái rảnh nha nè, bấm nút fill, bấm nút synth nha. Hết bài. Dễ các bạn, quá đơn giản ha. Tèo vừa chia sẻ các bạn cách đệm hát bài Quên Cả Lối Về, sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Giang. Các bạn hãy cố gắng tập luyện các bạn nhé. Câu bài này thấy vậy chứ cái thao tác tay cũng tương đối khó. Những bài nào mà thao tác tay nó nhiều quá, tương đối khó, thì những cái hợp âm mà màu á, Tèo sẽ hạn chế sử dụng lại để các bạn có dễ thời gian tập luyện nhiều được dễ hơn. Chứ nếu như mình sử dụng hợp âm màu, ví dụ bấm la thứ 7 hay son này, rồi hợp fa major 7, đô major 7 gì đó, những hợp âm đó sử dụng 4 ngón mà kèm với các thao tác của tay trái, bấm nút fill, bấm nút dành, xin tốt thì nhiều quá đó, nó sẽ gây ra rất là sự khó khăn các bạn lúc tập. Vì vậy Tèo hạn chế sử dụng những hợp âm màu trong những cái bài mà thao tác nhiều tay nhiều các bạn ha. Các bạn hãy cố gắng tập luyện theo như Tèo chia sẻ nhé. Nếu trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc á, các bạn cứ để là bình luận phía dưới clip, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn muốn đệm bài hát gì cứ để tên bài hát, từ từ lần lượt Tèo sẽ soạn cách đệm và chia sẻ đến các bạn mà thôi. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha, rồi bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.